Thưa quý vị, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang đặt ra nhiều thách thức về việc làm đối với người lao động. Thực tế cho thấy, sinh viên ra trường được trang bị các kiến thức chuyên ngành đầy đủ nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm do thiếu các kỹ năng mềm. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức của lao động trẻ về tầm quan trọng của kỹ năng mềm là vô cùng quan trọng. Một chương trình đối thoại với chủ đề phát triển kỹ năng mềm, cơ hội việc làm cho lao động trẻ do Thành đoàn Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhiều bạn trong số này vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, một bộ phận đã đi làm. Thế nhưng qua trao đổi, kỹ năng mềm vẫn là những điều các bạn còn thiếu và mong muốn được trang bị bổ sung nhằm tìm được những vị trí việc làm tốt hơn trong tương lai. Bản thân em thì vừa là một sinh viên mới tốt nghiệp và hiện giờ thì cũng đang đi làm. Tuy nhiên thì em thấy là cái hoạt động này nó rất là bổ ích, nó rất là quan trọng. Bởi vì là như em khi mà em đi làm rồi, em được trải nghiệm, em được thực tế rồi thì em cũng mới thấy rằng là cái kỹ năng mềm nó quan trọng đến mức nào. Và các anh chị ở bên trung tâm nơi em đang làm việc cũng nói là đôi lúc cái thái độ quan trọng hơn cả trình độ, và thái độ nó đến từ cái việc là phát triển kỹ năng mềm của mình ra sao. Thời gian qua, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tại Đà Nẵng đã tích cực phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các trường đại học trên địa bàn thành phố tổ chức các phiên giao dịch ngày hội việc làm. Đây là cơ hội cho người trẻ tìm kiếm vị trí phù hợp với năng lực và cũng là dịp để doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố chuyên môn, các ứng viên đa năng, linh hoạt về kỹ năng mềm có rất nhiều điểm cộng. Chính vì vậy, việc tăng cường bồi dưỡng cũng như nâng cao nhận thức của lao động trẻ về tầm quan trọng của kỹ năng mềm là vô cùng cần thiết. Trước cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, rồi là cái áp lực mà cạnh tranh giữa cái AI, trí tuệ nhân tạo tạo ra, thì tôi cho rằng là cái việc phát triển đào tạo kỹ năng mềm, nâng cao tay nghề cho người lao động là hết sức cần thiết. Bởi vì nó là không những là nhu cầu của doanh nghiệp mà nó là nhu cầu của bản thân. Đối với doanh nghiệp, nếu mà có sự đầu tư về phát triển nguồn nhân lực thì rõ ràng là sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích, không những cho người doanh nghiệp mà người lao động. Đối với doanh nghiệp thì các bạn doanh nghiệp sẽ có một cái lực lượng lao động có tay nghề rất là đầy đủ các kỹ năng. Ngoài chuyên môn thì có những cái kỹ năng mềm để nó tạo cái phối hợp hỗ trợ nhau trong cái công việc, thì cái chất lượng công việc từ đó cũng được tạo ra có hiệu quả hơn. Ở tại cái giảng đường trên trường thì các bạn đã được học bằng lý thuyết rất nhiều, các bạn chưa có cơ hội va chạm với doanh nghiệp, cho nên khi mà về với doanh nghiệp thì các bạn lại rất bỡ ngỡ. Cho nên cái mà bên doanh nhân cần, rất cần ở đối với thanh niên và sinh viên là trong môi trường các bạn học thì các bạn cần phải có thời gian để cùng với doanh nghiệp trải nghiệm ở doanh nghiệp, và cần có nhiều thời gian hơn nữa và các bạn tập trung hơn nữa. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, muốn có vị trí việc làm lương cao thì bên cạnh trau dồi chuyên hành, học thuật, bản thân lao động trẻ cần chủ động trang bị các kỹ năng mềm như kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc, kỹ năng thích nghi, kỹ năng số. Bởi đây sẽ là những kỹ năng nền thúc đẩy khả năng kết nối trong công việc để người lao động linh hoạt trong tiếp cận các vị trí việc làm, qua đó giúp phát huy cao nhất năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng thị trường lao động trẻ trong bối cảnh hiện nay.